Trái 130, một trái 120, một trái 107 ngàn hay gì đó. Là ba trái mít đó. Còn năm trái mít này là cũng tiền ship là cũng tương đương vậy đó cô chú chị. Đặc biệt là cái trái bự này nè. Nó thì cũng có mấy ông anh Việt Kiều dặn trước nữa, hình như là ông điện cũng dặn trước luôn ha em. Dạ, Thái xin chào quý ông bà cô bác trên kênh Tân Người Miền Tây. Thì ngày hôm qua anh Thái anh có cắt mít gửi đi Bình Dương với Sài Gòn đó. Thì quý ông bà cô bác sáng giờ điện quá trời luôn, điện hỏi có mít không. Thì Hạnh cũng không biết là mít nó có chín chưa, với lại số mít thì cũng còn ít. Thì hôm nay anh vô đây kêu anh Thái coi có mít nào chín thì cắt gửi cho ông bà cô chú. Thì ông bà cô chú nào mà điện trước á thì Hạnh sẽ gửi trước. Còn quý ông bà nào mà điện xa Hạnh gửi sao nghe, tại mít thì còn ít, nó không có chín đồng loạt quý ông bà cô chú. Thì quý ông bà cô chú thông cảm nha. Thì quý ông bà cô chú nào gọi trước thì Hạnh kêu anh Thái kiếm mít chín đi gửi. Dạ, để kiếm anh Thái rồi. Anh ơi, chạy không thấy à, chắc ở ngoài vườn ngoài quá, đi ngoài kiếm ảnh mới được, vô coi cái mít nào chín để cắt gỡ cho ông bà cô chú. Alo, tủ này là không còn miếng cỏ nào luôn á ha. Alo, làm gì vậy? Tủ là đừng cho cỏ nó lên. Dạ xong chưa, anh vô cắt mít gỡ cho mấy quý bà cô bác coi. Sáng mít. Giờ quý bà cô bác điện quá trời luôn. Mít gì mà điện quá trời? Đó, qua anh đăng cái clip gỡ cho Sài Gòn Bình Dương đó. Quý bà điện hỏi có còn mít không, gỡ cho quý bà cô chú. Mà rồi còn sáng. Mà còn có ít xỉu à, còn có mấy trái hả? À? Thì giờ còn mấy trái thì gỡ mấy trái cho mấy bà cô chú mà điện trước á. Vậy hả, người có người không ta nhận không, trời ơi sao mà đi nhận rồi biết có không, bởi vô hỏi anh đây còn không là lục lại coi thì vậy ha. Có nhiêu mình gỡ nhiêu. Bà xã mình không biết, bà con cô chú ơi, thành ra là nhận của bà con cô chú chứ nó còn đâu khoảng mấy chục trái à, mà không có phải là nó chín một lượt nữa, có trái chín có trái không, chứ bữa nay thì lục kiếm chắc khoảng được 5-6 trái như vậy. Đặc biệt cái là cái mít ruột đỏ này á, là khi nào mà nó chín nó lên màu á, chẳng hạn như là nó 10 tuổi đi là phải cắt đó, là phải từ 8 tuổi gửi 9 tuổi cho lên 10 tuổi mình ăn mới ngon. Còn nếu như mà cắt mà cắt ép quá ăn cũng không có ngon nữa, cũng khổ vậy á. Chứ không phải là không muốn bán, rồi bán đi cắt trái mít đi rồi bà con cô bác thấy sống rồi thôi, gỡ ra tới ngoài rồi mất công không ngon rồi bà con cô bác buồn rồi dặn nữa. Làm mới đàng hoàng. Bởi vì bây giờ nếu như có kiếm vô kiếm được khoảng 4-5 trái à, chứ không có nhiều đâu. Thì giờ lỡ nhận rồi thì giờ ông bà cô chú nào gọi hỏi trước thì mình giao trước. Vậy đó ha. Còn đợt sau thì mình gỡ, sau có chín thì mình gỡ tiếp. Chứ để tủ cái này cho nó hết cỏ nha bà con cô bác. Thì sẵn đó cánh đồng nè, suốt lúa xong rồi đó, rồi mấy liên hợp đó, nó cắt gom đây nè, mình sợ nó cháy lan rồi cho nên là Thái gom vô gốc đằng tủ, đừng có cho nó lên cỏ, sẵn đó mình ấy được cỏ luôn cô chú anh chị, mình tủ được cỏ luôn. Để anh tiếp ba ôm cái này xong đi rồi vô cắt. Rồi ba ở đây ông tủ đây nha, con vô con cắt mấy trái mít nha. Trời ơi, không biết có hay không mà dám nhận luôn ghê vậy. Lỡ không có rồi sao? Không có thì hẹn với bà cô bác lại. Yeah. Hình như là em mới lên clip là nghe hồi sáng anh cũng nghe phong quanh là cũng có nhiều bà con gọi lắm phải không? Sáng giờ điện đi chia luôn. Rồi. Em để chiều em hỏi anh, vô em hỏi anh coi có mít không? Rồi em cho hay. Thì bà xã mình lỡ nhận nghe quý ông bà cô chú thì nếu tại vì người gọi trước người gọi sau
thì người nào mà gọi trước thì mình có thì mình sẽ giao cho trước. Còn mà nếu như mà cắt không có nhiều á thì quý ông bà cô chú thông cảm nha, rồi mình đợi cử sau hoặc là chiến sau để lấy cây dao mới được. Đây. Hôm nay có cây dao để cắt mít luôn bà con cô bác ơi. Rồi ngặt cái chưa có cái bao tài. Mà mốt phải thiết kế thêm cái bao tài nữa mới được. Đây, có cây dao đây. Để thử coi. Mua hết trái rồi, khoảng cái này mà anh biết mà từ ban đầu ha. Mà anh lên clip gì anh bán cho bà con mà ngượng trái ăn cũng ngon nữa. Mà lúc trước thì giá nó cao lắm. Trước giá nó khoảng 70-80 ngàn ký á cô chú anh chị. Cái lúc mà Thái mà cắt ra mà sơ đen nhiều quá ha. Là lúc đó là giá khoảng 90 ngàn một ký. Mà mấy trái sơ đen thì Thái cho vòng vòng hết rồi. Dạ. Đây được cái dao đây, được anh nắm cho mượn cái dao đây. Để coi thử coi sao, chín chưa. Trái này bằng áo nè bà con cô bác. Bằng áo thử coi nó làm sao, cái màu nó làm sao, đẹp không. Cởi ra, cái màu này đẹp quá. Trái này chín á. Trái này chắc chín á. Trái này chắc chín á. Trái này chín rồi nè. Để Thái cắt. Đầu tiên Thái cắt trái này nha bà con cô chú. Đây. Trái này nặng à. Trái này khoảng 14-15 kg á. Không biết cắt được không. Đây. Quá đã. Đây một trái. Thì thường thường á thì cắt mít xong á cô chú anh chị, thì nếu như mà mình để như vậy nè, mình không biết nó chín hay là nó sống hay là nó loại nào đó, cho nên là mình cắt xong ra rồi mình phải thử coi nó có bị sơ đen không ha. Nó bị sơ đen hay là nó bị cái lỗi gì đó thì nó không có vô được mít nhất. Thì cái trái này nói chung ra là nó hoàn thiện luôn nghe cô chú anh chị. Thì trái mít này là trái mít nhất. Đây, bây giờ Thái sẽ thử coi cái muối nó như thế nào. Hay được ông anh ông cho mượn cây dao luôn. Quá đã cho mít rồi. Đúng cho mít ruột đỏ luôn nè. Nó cái muối nó dày. Một muối luôn nghe cô chú anh chị. Một muối tất nhiên là trái mít một muối. Là cái muối nó dày. Phải không? Nó là trái mít nó sẽ ngon hơn so với những cái trái mít mà nhiều muối. Không sơ đen luôn nha. Trái này không sơ đen luôn, trái này là mít nhất luôn nha. Trái này là nó tầm khoảng là 13-14 kg đó cô chú anh chị. Quá đã cho mít nó vàng đẹp. Tròn vo ủ nù luôn. Không tỳ xước luôn nha. Trái này là nhất nha. Một trái. Tiếp. Trái này chưa chín đâu. Trái này chưa chín nha bà con cô bác. Mà trái mít đó, mà trái mít ruột đỏ là nó mủ dữ lắm. Nhưng mà khi mà mình để nó chín rồi á là nó khô mủ, nó khô mà nó ngon lắm. Trái mít Thái á mà mình để nếu như á mà mình để trong tủ lạnh á, một tuần lễ nó sẽ bị nhão. Còn trái mít ruột đỏ này đây, mình để trong tủ lạnh một tuần lễ ăn bình thường. Tủ lạnh thôi nha cô chú anh chị, đừng có để vô tủ đông nha. Để vô tủ đông là nhai không có nổi đâu, ăn không có nổi đâu. Đó là một trái. Cái này sao ta? Cái này chưa chín nha. Cái này còn xanh, chưa chín đâu. Cuốn còn xanh. Cuốn còn xanh, còn lớn, chưa chín đâu. Đây. Tiếp đến là mình đến cái trái này. Để coi trái này sao. Trái này thấy cái gai nữa. Cái gai nó còn non quá. Nó cũng chưa chín đâu. Thì mấy trái mít sau này á cô chú anh chị thì mình biết cách á, mình để á nó tròn tròn không à. Nó tròn tròn cho nên là nó vô mít nhất không à. Nó cũng không có bị tàn ong đồ hay là nó bị sơ đen gì như những trái đợt trước nha cô chú anh chị.
thì đây, đây trái này là bảo đảm là chín nè. Đây trái này nó là khoảng cái tầm này là nó khoảng 18 đến 20 kg rồi của chú anh chị ơi. Trái này nặng lắm á, cắt luôn nha. Nặng đấy. Thử cái này coi sao. Thì nó chín thì nó vàng vàng vậy nè ba con cô chú. Nó chín nó vàng vàng vậy nè. Đây, để mình thử cái trái này coi nó sao nha. Quá ngon rồi, dở lên nè. Quá tịch. Không bị sơ đen luôn nghe cô chú anh chị. Nè. Không bị sơ đen luôn. Nó. Trái này là nhất nè nha. Đã không? Quá đã. Hai trái. Cho mít quá ư cho mít. Ơi. Cái trái này nó không có cái nở gai nhưng mà thấy cái màu nó giống chín quá. Nếu như mình cắt nó ra nó chín thì nó đỡ của chú anh chị, mà nếu như mà nó không chín là thấy là thiệt hại cái trái này luôn. Trái này thì tuy nó không có lớn đó nhưng mà nó vẫn lọt vô mít nhất là nó trên cái tầm là trên 8 kg thì nó sẽ lọt vô mít nhất. Bây giờ cơ bản mình thảo thử cái này coi nó làm sao ha. Thảo thử trên này, thảo thử rồi nó làm sao. Chết cha rồi, chính xác à. Chính xác à. Ôi chính xác rồi. Hả? Chính xác rồi, muối nó chính xác nè. Sâu xuống xíu coi. Ồ, chín nha. Nếu như nó không chín thì tái còn cái cơ hội đây, nó không chín không? Lép xuống đây. Đó, bây giờ nó đã chín rồi thì mình cắt luôn nha bà con cô bác. Đây, hơi hơi sợ nó chín cơ, sợ nó sống cơ. Vô. Đây, vui lại nha. Chín không? Nãy chưa thấy muốn mà. Chính rồi, chính rồi, chính rồi. Chính rồi, chính rồi, đặc biệt không sơ đen luôn nha. Quá đã. Không, một muối không đã ha. Muối nó chín đỏ cá đỏ ra tới ngoài luôn nè, chín nè. Đó. Thấy trái này như vậy là nó không có dưới 10 kg đâu nghe cô chú anh chị, tại vì cái mít ruột đỏ thì nó sẽ nặng hơn là trái mít Thái nhiều lắm. Thường thường thì trái mít Thái nó cỡ vậy là nó khoảng 14-15 kg à. Nhưng mà trái mít ruột đỏ nó khoảng 17-18 kg. Bây giờ đi ra đây cái này coi. Coi hai trái này coi. Ôi à. Không một quyền lực nào có thể ngăn cản được một người có thái độ tinh thần đúng đạt được mục đích của mình. Trái này còn xanh quá. Đây một trái này còn xanh quá. Trái dưới này một trái nữa. Trái này cũng còn xanh dần rồi ta. Hai trái này chắc chưa chín đâu mà con ơi. Còn xanh. Cuốn nó còn xanh luôn nè. Gai nó chưa có nở thẳng hết nè. Trái trên này thì gai nó nở thẳng rồi nhưng mà nó chưa có vàng. Thôi mình để tuần sau đi. Chứ để đây rồi mình cắt ép rồi nó sống một cái là mệt lắm. Nhìn trên đường mà có ba trái mít thôi là phải là cũng khí thế đó. Ba trái mít này bèo lắm là cũng khoảng là 40 kg của chú anh chị. Ba trái mít này nhẹ lắm là cũng 40 kg. Trái nào trái này. Đã ghê thì chứ. Bởi vì trồng mít ham lắm. Thường thường thì mấy cô chú họ để nhiều trái lắm cô chú anh chị. Chẳng hạn như một cây á, họ để 4 trái, 5 trái. Đó, còn Thái thì Thái chỉ để là 1 đến 2 trái không à. Nhưng mà 1 đến 2 trái là cái đó cũng là một cái sai lầm đó cô chú anh chị. Khi mà mình để 1 2 trái á, nếu như một trái nó bị cái sự cố gì đó sâu
hay là thúi màu, hay là nó bị tàn ong gì đó. Mà mình để một trái thì một trái nó bị thúi màu, hoặc là một trái nó bị sâu, còn một trái kia chưa chắc ăn nữa. Mà trái kia mà nó gớt nữa là nguyên cây đó là không có được trái nào. Thì Thái cũng bị hết hai cây đó cô chú anh chị. Khi mà cái trái á, mà nó không có ấy đó, nó bị gớt á, là kể như là nó không có được là thu nhập gì luôn. Là nói chung ra là một năm đó là cũng không thu nhập gì được trái mít đó luôn. Đây trái nữa nè bà con cô chú ơi. Trái này chắc chín nè, trái này vàng nè. Trái này vàng chín nè. Chín nè. Đây. Quyết định luôn. Quyết định luôn. Quyết định luôn. Trái này mình quyết định trái này nữa ha. Đem ra đây mình xẻ luôn. Quyết định luôn nha. Muỗng nó chảy nè. Muỗng nhiều lắm. Mít ruột đỏ này muỗng nó nhiều hơn mít kia dữ lắm. Đây, bây giờ mình sẽ lấy bên đây đi. Bên đây đi. Đó là tất nhiên là mình khi mà mình cắt ha, Thái cũng xin nhắc lại ha, là mình phải kiểm tra lại. Nếu như mà nó sống á, thì mình cũng không có giao cho bà con được. Nó chín mình phải giao được. Cái đó là cái điều tất nhiên là đầu tiên. Còn vấn đề thứ hai á, là cái loại mít. Thì bình thường ở ngoài này á, thì cô chú anh chị thấy nó tròn nó đều như vậy, là nó là mít nhất rồi. Nhưng mà nó xui gũi ông trọng nó thúi cái cuốn, hay là nó bị sơ đen, là nó vô mít chợ người ta sẽ không mua luôn. Nó thì trái mít này nó có hai đường, thứ nhất là mít nhất, còn cái thứ hai là mít chợ. Nó thì mít chợ ở đây á, nếu như mà Thái bán cái này á, thì Thái bán cũng được. Nó đây bây giờ ghim vô đây nha. Đó, vô đỏ nghe, không sơ đen nghe. Nếu như là sơ đen nó vậy nè, nó sẽ có cái chỉ đây màu đen nè. Nó còn này là không sơ đen nghe bà con cô chú. Hai bốn trái để mình nè kiếm vòng vòng nữa coi có còn không. Bốn trái thì bây giờ mình hả? Trái này hả? Trái này thì sợ nó hơi yếu màu á. Trái này nó yếu màu á. Trái này chưa tới đâu, trái này sợ nó yếu màu. Trái này sợ nó yếu màu. Trái này thì nó còn lớn. Bây giờ mình sẽ cắt một trái nữa bà con cô chú ơi. Một trái này nữa. Trái này một trái nữa ha. Cái này một trái nữa đi, là 5 trái. Bây giờ mình quyết định trái này luôn nha bà con cô chú. Quyết định luôn. Đây. Quyết định một trái này luôn. Hy vọng thời ô nó đã. Quá hay. Cỡ này lên tay hay gì. Cắt cái nào trái đấy quá trời nó đã luôn nè. 5 trái. Trái này cũng nhất nữa nè bà con cô chú. Hiện giờ thì mít mình đó thì nó toàn là còn lại là toàn là mít nhất không à. Nó thì cái giá mít nhất hiện giờ là hôm qua tới hôm nay thì giá nó cũng không có biến đổi gì cô chú anh chị. Nó vẫn còn thuộc, nó còn đang nằm cái giá là 50-52 ha. Thì bây giờ Thái sẽ ôm tất cả các cái mít này vô. Rồi tùy duyên bà xã mình nhận điện thoại cô chú anh chị. Rồi bà con nào là trước thì mình sẽ giao hả em. Trước thì mình sẽ giao trước,
Còn bà con nào mà gọi điện sau đó cô chú anh chị cũng thông cảm cho vợ chồng Thái nha. Thái biết Thái lên cái clip này là mình công bằng để mình căng mít để cho giao cho bà con. Thì Thái sẽ lấy cái căng ra là Thái sẽ căng. Chứ không có thuyền gì mà ai hết cô chú anh chị, tại vì những người mà mua mít đó là bà con mua mít đó là không có quen biết gì hết đó cô chú anh chị ơi, chỉ là khán giả thôi à, cho nên là khi mà mua mình cũng không biết người đó là ai nữa đó, mình chỉ biết là căng rồi giao thôi nha. Bà con cô bác cũng thông cảm, tại vì chỉ có được có 5 trái chín thôi à, mấy trái kia cắt cũng được cô chú anh chị, nhưng mấy trái đó cắt đó rồi nó sống rồi bà con ăn không được, mà nếu như nó sống rồi Thái cũng không có thể nào mà Thái giao cho bà con được nha, rồi cũng thông cảm cho Thái nha. Bây giờ là mình căng trước trái đầu tiên là trái này, thì 1 kg là 50.000 nha bà con cô bác. Những trái này là những trái mới nhất không đó, bao nhiêu ký? 13 kg. Trái này 13. Tiếp tục trái này là 12, chưa tới 12 gửi nhưng mà mình tính là 12 thôi nha bà con cô bác. Trái này là 12. Tiếp theo trái tròn bự này đây, trái này là trong cái áo đây, trái này trong cái áo, trái này rất là ngon luôn. Trái này trong cái áo đây, 14. Ơi 14 trái đằng kia kìa, mới bự kìa, trái này nè mới bự nè, ôm làm một trái chứ nó tròn mình ôm hai trái không được nha. Đây, trái này mới khủng đây. Cái mít này hết biết ngon, cái mít này, mít này là tuyệt vời luôn á. Chúng nó điện hỏi cô chú anh chị nào mà chịu lấy trái khủng thì mình sẽ lấy trái khủng, thì thường thường thì cái giá mít thì nó nhất thì nó ngon hơn các loại kia. Ngàn 20 19. Oh, cái mít 19 kg không, mình nói mà 19 20 kg cái mít này mà. Trái này nữa, trái này là trái nhỏ, nếu như mà nó trên 8 kg là nó là mít nhất nha, còn mà dưới 8 kg thì nó sẽ là mít nhì nha bà con cô bác. Đây, coi bao nhiêu ký, mười ký, 9 kg mấy, gần 10 kg, 10 kg. Như là 9 kg gửi đi là nó cũng thuộc trái mít nhất nha bà con cô bác. Đó. Hả? 10 kg rồi phải không? Rồi, nó cũng như 9 kg gửi 10 kg đi. Rồi, mít này là toàn bộ là mít nhất hết, thì mỗi một ký là 50 đến 52 thì Thái tính là 50.000 một ký luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà chưa có tiền ship thì quý bà con cô bác mình chịu dùm Thái nha. Tại vì tiền ship này á là mỗi một trái mít vậy đó, rồi ship là tiền ship gần 100.000 của chú anh chị. Hồi sáng đó là mình, hôm qua đó là mình ship 3 trái mít đó, là không có trái nào dưới 100.000 hết á. Một trái 130, một trái 120, một trái 107.000 hay gì đó. Là 3 trái mít đó, còn 5 trái mít này là cũng tiền ship là cũng tương đương vậy đó cô chú anh chị. Đặc biệt là cái trái bự này nè. Nó thì cũng có mấy ông anh Việt Kiều dặn trước nữa, hình như là ông điện ông dặn trước luôn ha em. Ông điện dặn trước cũng biểu để cho ngon, chắc có lẽ là mà ông trước nhất luôn đó phải không, điện trước nhất luôn đó phải không. Rồi bà xã nói là điện trước nhất luôn, thì cho nên là chắc là để lại cái trái bự này cho ảnh luôn. 19 kg này, 19 kg này là nó 950.000 đó cô chú anh chị, tiền ship ra nữa nhiều lắm. Thì cũng bà con nào mà nhận được mít cũng cũng vui, mà bà con nào mà không nhận được mít cũng vui dùm Thái ha. Dạ thì
cũng đừng buồn nha, tại vì bà xã bà không biết trong vườn là còn bao nhiêu trái mít, cho nên là ai điện thì bà xã cứ nhận, thì mong cũng mong quý bà con cô bác thông cảm. Này thì khi mà cắt xuống là khoảng 4 ngày là ăn được rồi, bà con nào mà muốn ăn mà mềm mà ngọt á, ăn ngọt á, thì để 5 ngày, 5 ngày mình xẻ ra mình ăn là nó rất là nó ngọt ha. Đó, thì hôm nay thì thấy cắt mít để giao cho bà con, thì cũng xin cảm ơn quý bà con cùng với cô bác đã quan tâm cái vườn mít ruột đỏ của Thái, đã ủng hộ và theo dõi kênh của Thái nha. Dạ, video của Thái cũng xin phép được kết thúc nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác mình vào một video tiếp theo nha. Dạ, xin chào.